Này kệ nói, chân thật minh, có thể thấy y báo chánh báo nhân quả của thế giới Cực Lạc thuần nhất chân thật. Đó chính là điều chư vị tổ sư thường nói, thế giới Cực Lạc là thân pháp tánh, là cõi pháp tánh. Chánh báo là thân pháp tánh, là chân thật, đó không phải giả. Thế giới là cõi pháp tánh, cũng là chân thật, không phải là giả. Định nghĩa của thật giả trong Kinh Pháp Đại Thừa rất đơn thuần. Phàm là pháp vĩnh hằng bất biến thì đó là chân. Phàm sẽ thay đổi tức là giả. Thật giả dùng điều này để giới định. Quý vị xem thân thể chúng ta nó sẽ biến đổi, càng ngày càng già yếu, cho nên nó là giả, nó không phải là thật. Cây cỏ hoa lá sẽ thay đổi, mùa xuân xanh, mùa hè lớn, mùa thu hoa quả đại chín, bốn mùa xuân hạ thu đông không đồng, nó sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi không phải là thật. Sơn hà đại địa cũng sẽ thay đổi, biển xanh thành nương dâu, đỉnh núi Himalaya, dãy núi cao nhất thế giới này, đội leo lên núi đó, trên đỉnh núi nhặt được rất nhiều vỏ sò. Gió sò từ đâu mà có? Từ dưới biển. Từ đó có thể biết đỉnh núi Himalaya ngày xưa ở dưới biển. Dưới đáy biển sẽ nổi lên biến thành núi, núi sẽ sụp xuống biến thành biển. Đây chính là nói đại địa vô thường, không phải thật. Vậy thế giới Cực Lạc ở trước đã giới thiệu cho chúng ta rồi. Thế giới Cực Lạc là chân thường, vĩnh hằng bất biến. Sơn hà đại địa có cây hoa lá bất biến, cây cối thường xanh, không nhìn thấy lá cây biến thành màu vàng, không nhìn thấy nó rụng lá. Thế giới Cực Lạc không có núi cao, thế giới Cực Lạc không có đất trũng, đại địa bằng phẳng, đất đai vuông vức, lưu ly làm thể, nó không phải là bụi đất. Đại địa là lưu ly, ngọc màu xanh trong suốt, từ mặt đất nhìn xuyên thấu đáy. Ở thế giới Cực Lạc, vàng ròng là thứ dùng để trải đường, lát đường xá. Vĩnh hằng bất biến, người cũng như vậy. Giáng sanh đến thế giới Cực Lạc không phải sinh trẻ em đến đó rồi dần dần lớn lên, không phải vậy. Vừa sinh đến nơi đó liền giống như tướng của Phật A Di Đà, cao như vậy, lớn như vậy, tướng mạo cũng như nhau.
Thân có vô lượng tướng, có vô lượng tướng đẹp. Thể chất sắc thân là tử ma chân kim, đó là nội thể chất của họ, không phải là nhục thân. Không cần phải ăn uống. Chúng ta ở đây phải ăn uống để nuôi thân thể này, ở bên đó không cần. Thân thể đó không cần ăn uống để nuôi, hoàn toàn là năng lượng trong tự tánh. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho nên không có biến hóa. Y báo chánh báo đều không thay đổi, vì vậy gọi là nhất chân pháp giới. Thế gian của chúng ta vô thường, thế giới đó là chân thường. Chân thật chi tế, chân thật trí tuệ, chân thật lợi ích. Này kệ nói chân thật minh, có thể thấy thế giới cực lạc y báo chánh báo nhân quả thuần nhất chân thật.